thanh. Xin đảnh lễ theo pháp thanh và kính thì theo pháp, bây giờ một vị xung phong lên thỉnh pháp thủ tục thọ tam quy ngũ giới đã xong. Bây giờ mời một vị xung pháp sư là mời mời cô Từ Mẫn được không? Mời cô Từ Mẫn thỉnh pháp sư. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, xin đạo tràng biết tín hiệu. Dạ, ok, cảm ơn cháu Nguyễn. Dạ, con xin đọc bài thỉnh pháp sư. Dạ, con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Pháp Thân. Và con kính lễ sư thành tâm. Nam mô ta sa phà gà hoa tô a ra ha tô sam ma sam bun ta sa. Nam mô ta sa phà gà hoa tô a ra ha tô sam ma sam bun ta sa. Nam mô ta sa phà gà hoa tô a ra ha tô sam ma sam bun ta sa. Ramma cha lô ca thi ba ti sa hầm ba ti ca tinh cha li anh thi hoa răng a hoa cha tha sang ti tha sắc ta ba ra yam ca ya ti ca dễ xê tu thâm măng a nu cam bi măng ba chăng sắc thầm ma bê rim vi na chăng cha ca dân sụng tân cha băng thầm a bi thầm ma cầm măng a cô ta dân tô cha tu sắc cha đăng đăng pha phô pha ni ye ba ri sa ya mạch chê phàm thiên dẫn ngậm ngùi thận hoảng Phật nhậm lời nhưng chẳng dị hơi quyết lòng mở đạo dài đời nhẫm vườn lộc giả ngài dời chân sang thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy thính dự pháp từ đó là nhóm Kiều Trần Như được nếm hương vị hữu dư niết rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn một lòng chẳng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ân phổ cập đám mưa lành rưới khắp thế gian bởi nhân cớ tích rõ ràng thỉnh ngài thuyết pháp nôi đàn từ bi chúng sanh ngồi khắp chốn ni tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Dạ một lần nữa con thành kính tri ân quý sư và quý đạo tràng, con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Thanh và đăng đàn giảng bài học cho chúng con hôm nay ạ. Dạ con xin xuống mít. Nam mô Bụt Thà. Dạ. Nam mô Bụt Thà. Dạ. Nam mô Thầm Ma Dạ. Nam mô Sằng Ga Giá. Hôm nay thì tiếp tục trong cái Tăng Chi Bộ Kinh phẩm thứ 7,
ổng lớn. Và tới câu 64 Sapara. Và bây giờ thì xin đọc phần chánh kinh. Thì trong phần chánh kinh này nó gồm có 6 đoạn. Nhưng mà những cái đoạn này thì nó liên hệ với nhau hết. Cho nên sư xin đọc phần chánh kinh xong hết rồi thì mới bắt đầu giảng. Sapara. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở Rajagaha, vương xá tại núi Xá Cù Tá Linh Thú. Lúc bấy giờ du sĩ Sapara từ bỏ pháp luật này không bao lâu, đang tuyên bố như sau với hội chúng ở Rajagaha: ta đã hiểu rõ pháp của Sa Môn Thích Tử, và vì hiểu rõ pháp của Sa Môn Thích Tử nên ta đã từ bỏ pháp luật ấy. Rồi có nhiều tỷ kheo vào buổi sáng đắp y cầm bát đi vào Rajagaha. Để khất thực, các vị tỷ kheo ấy nghe du sĩ Sapara tuyên bố như sau với hội chúng ở Rajagaha: ta đã hiểu rõ pháp của các Sa Môn Thích Tử, và hiểu rõ pháp của Sa Môn Thích Tử nên ta đã từ bỏ pháp và luật ấy. Rồi các tỷ kheo đi khất thực ở Rajagaha xong, trên con đường đi khất thực trở về, đi đến Thế Tôn. Sau khi đi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi, ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các tỷ kheo ấy bạch với Thế Tôn: du sĩ Sarapha bạch Thế Tôn đã từ bỏ pháp và luật này không bao lâu, vị ấy tuyên bố như sau với hội chúng ở Rajagaha: ta đã hiểu rõ pháp của Sa Môn Thích Tử nên ta đã từ bỏ pháp và luật ấy. Đành thay, bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn vì lòng bi mẫn hãy đi đến du sĩ Sarapha. Thế Tôn im lặng nhận lời. Rồi Thế Tôn vào buổi chiều từ chỗ thiền tịnh đứng dậy, đi đến bờ sông Sáp Bí Ní Ca Tí, khu vườn của các du sĩ. Đến du sĩ Sá Ra Phá, sau khi đi đến ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi xuống, Thế Tôn nói với du sĩ Sá Ra Phá: có thật chăng này Sá Ra Phá, ngươi đã nói như sau: ta đã hiểu rõ pháp của Sa Môn Thích Tử, và vì hiểu rõ pháp của Sa Môn Thích Tử nên ta đã từ bỏ pháp và luật ấy. Khi được nghe nói như vậy, du sĩ Sarapha giữ im lặng. Lần thứ hai, Thế Tôn nói với du sĩ Sarapha. Thứ ba, Thế Tôn nói với du sĩ Sarapha. Rồi các du sĩ ở Rajagaha nói với du sĩ Sarapha: này hiền giả, những điều gì hiền giả cần hỏi Sa Môn Gotama, Sa Môn Gotama đã cho hiền giả cơ hội để nói lên. Hãy nói lên này Sarapha, hiền giả đã hiểu pháp của Sa Môn Thích Tử như thế nào? Nếu hiền giả hiểu chưa được đầy đủ, Sa Môn Gotama sẽ làm cho đầy đủ. Nếu hiền giả hiểu được đầy đủ, Sa Môn Gotama sẽ hoan hỷ chấp nhận. Được nói như vậy, du sĩ Sarapha giữ im lặng, hoang mang, rụt vai, cúi đầu sững sờ, ngồi không thể trả lời. 5. Rồi Thế Tôn biết được du sĩ Sarapha đang giữ im lặng, hoang mang, rụt vai, cúi đầu sững sờ, ngồi không trả lời, liền nói với các du sĩ ấy: này các du sĩ, nói với ta như sau: dầu ngươi tự cho là đã chánh đẳng chánh giác, nhưng ngươi không có chánh đẳng chánh giác. Này, ở đây ta sẽ khéo cập vấn, nạn vấn, thảo luận với người ấy. Người ấy tự ta khéo cập vấn, nạn vấn, thảo luận như vậy, không có chỗ nào, không có trường hợp nào
ngoài cách dựa vào một trong ba thái độ như sau, hoặc là tránh né về một vấn đề khác sẽ hướng câu chuyện ra ngoài đề, hay tỏ lộ sự phẫn nộ, sân hận, bất mãn, hay im lặng, hoang mang, rụt vai cúi đầu, sững sờ không nói gì như du sĩ Sarafat. Này các du sĩ, nếu có ai nói với ta như sau: dù ngươi tự cho đã đoạn tận các lậu hoặc, nhưng các lậu hoặc này chưa được đoạn tận. Ở đây ta sẽ nạn vấn, chất vấn người ấy. Người ấy bị ta cật vấn, nạn vấn, chất vấn, sững sờ không nói gì như du sĩ Sarafat. Này các du sĩ, nếu có ai nói về ta như sau: pháp người thuyết giảng với mục đích chơn chánh, đoạn tận khổ đau, không có đưa người thực hành đến mục đích ấy. Ở đây ta sẽ cật vấn, nạn vấn, chất vấn, sững sờ không nói gì như du sĩ Sarafat. Rồi Thế Tôn tại khu vườn của các du sĩ trên bờ sông Sabbinikati, sau khi rống lên ba lần tiếng rống con sư tử, liền ra đi trên hư không. Rồi các du sĩ ấy, sau khi Thế Tôn đã ra đi không bao lâu, liền bao vây xung quanh du sĩ Sarafat, công kích du sĩ Sarafat với những dòng nước miết mắng như sau: này hiền giả Sarafat, như con giả can già yếu trong rừng rậm nghĩ rằng ta sẽ rống tiếng rống con sư tử, nhưng nó chỉ thốt ra được tiếng rú của con giả can, chỉ thốt ra tiếng rú con thú ăn thịt. Cũng vậy, này hiền giả Sarafat, ngoài Sa môn Gotama có thể rống con sư tử, ngươi nghĩ ta sẽ rống tiếng rống con sư tử, nhưng ngươi chỉ thốt ra tiếng rú của con giả can, chỉ thốt ra tiếng rú con thú ăn thịt. Ví như này hiền giả Sarafat, con gà con nghĩ rằng ta sẽ gái lên tiếng gái của con gà trống, nhưng nó chỉ thốt ra tiếng kêu của con gà con. Cũng vậy, này hiền giả Sarafat, ngoài Sa môn Gotama có thể gái lên tiếng gái con gà trống, ngươi nghĩ ta có thể gái lên tiếng gái con gà trống, nhưng ngươi chỉ thốt ra tiếng kêu con gà con. Ví như con bò cái con, này hiền giả Sarafat, khi chuồng bò trống không, nghĩ rằng có thể rống tiếng rống sâu đậm con bò đực. Cũng vậy, này hiền giả Sarafat, ngoài Sa môn Gotama, ngươi nghĩ rằng ngươi có thể rống lên tiếng rống sâu đậm con bò đực. Như vậy, các du sĩ ấy bao quanh du sĩ Sarafat, công kích du sĩ Sarafat với những dòng nước nhiếc mắng như vậy. Thì ở đây sư tóm lược lại cái nguyên nhân của cái sự kiện này là cái vị Sarafat này đã xuất gia tỳ khưu. Sau khi xuất gia tỳ khưu được một thời gian đó, vị này đã học đột được một vài pháp, rồi tự nghĩ rằng mình đã thông thuộc cái giáo pháp, cho nên khi mà nghĩ rằng mình đã thông thuộc cái giáo pháp thì vị này đã từ bỏ, không làm thì vị tỳ khưu nữa, mà trở về sống với các du sĩ, rồi tự cho mình là ta đã hiểu rõ pháp của Sa môn Thích Tử, và ta đã hiểu rõ pháp của Sa môn Thích Tử nên ta đã từ bỏ pháp luật này. Rồi vị này đã tuyên bố như vậy sau khi mà các vị tỳ khưu đi vào kinh thành Rajagaha để thất thực, thì đã nghe những cái lời này, cho nên chư tỳ khưu đã về trình bạch với Đức Thế Tôn. Và vì lòng bi mẫn cho nên là Đức Thế Tôn đến để chỉ dạy cho Sarafat. Nhưng mà khi mà được Thế Tôn hỏi thì
Sa-la-phá lại cúi đầu và không trả lời, im lặng. Cho nên Sa-la-phá đã bị các cái vị du sĩ ngoại đạo, du sĩ ngoại đạo ở đây tức là những cái vị bà la môn tu theo cái hạnh là coi như rày đây mai đó, lang thang ở chỗ này chỗ khác. Cho nên cái nhóm du sĩ này đó đã nhiếc mắng Sa-la-phá về dí Sa-la-phá như là cái con giả can, tức là con chó rừng đó. Nó nghĩ rằng là mình là hoài lực dữ lắm, mà nghĩ là nó có thể rống tiếng rống của con sư tử hay là cái con gà con. Khi mà gà con nó ở Việt Nam mình kêu gà giò, nó mới vừa lớn lớn trưởng thành đó, thì những cái anh gọi là có khi gọi là gà trống choi mới bắt đầu tập gái, thì nghĩ là mình sẽ gái được giống như những con gà trống. Nhưng mà sự thật ra đó thì chỉ là những cái tiếng gái ngắn của con gà con mà thôi. Hay là ví như con bò, con bò con mà nó nghĩ là mình sẽ rống giống như tiếng rống của con bò đực. Nhưng mà sự thật ra là con bò con nó chỉ kêu lên những cái tiếng kêu yếu ớt của con bò con mà thôi. Thì ở đây nói về cái câu chuyện á, nói về những cái vị mà coi như khi mà tu tập một thời gian rồi có được một vài cái kinh nghiệm, có được một vài cái sở đắc, rồi sanh ra cái sự chấp thủ vào những cái kiến thủ, rồi sanh cái tâm cống cao ngã mạn, cho rằng là ta đã giỏi, ta đã thông thuộc, coi như là không có ai mà hơn ta, gọi là hạ mục vô nhân, tức là cái người ngoài ta ra thì không có ai giỏi. Thì cái trường hợp này nó xảy ra rất là nhiều. Cho nên ở đây trong cái bài pháp này, Đức Phật cảnh tỉnh chư tỳ khưu, đối với khi mà chúng ta tu tập không nên chấp vào những cái sở kiến sở đắc, rồi cái tùy phiền não cộng với cái tâm ngã mạn nó sanh lên, thì chúng ta tưởng rằng chúng ta đã chứng đắc thế này thế khác, nhưng mà sự thật ra đó là những cái ảo tưởng mà thôi. Ví dụ như người ta nói là con ếch nằm dưới đá giếng tưởng trời bằng dung, thì khi mà cái con ếch nó nằm ở dưới đá giếng thì nó ngó lên thì nó chỉ thấy là cái bầu trời qua cái vòm miệng của cái giếng, cho nên là nó nghĩ là nó đã thấy được cả bầu trời rồi. Nhưng mà sự thật ra đó, ảnh không biết là mình còn nằm ở trong cái lòng giếng, cho nên cái vòm trời mà ảnh thấy được đó, nó chỉ là một cái phần rất nhỏ của bầu trời mà thôi. Cho nên trong cái đời sống học tập cũng như sự tu tập, chúng ta phải thường xuyên phải phản tỉnh, phải quán xét về những cái kinh nghiệm, những cái kinh nghiệm mà mình đạt được. Có những lúc đó, những cái kinh nghiệm mình thấy được đó chưa phải là những cái kinh nghiệm thật, mà do cái phiền não nó sanh khởi thôi. Pháp mà chúng ta đạt được, chúng ta thấy đó chưa phải là cái thật sự, mà lúc đó gì đó cái sự cố gắng quá mức, rồi cái phiền não
nó đưa ra chúng ta thấy, nhưng mà chúng ta chấp vào cái đó, tưởng là mình đã đắc rồi. À, thì có khi có nhiều vị do cái tưởng tượng mà ra, thì cũng có nhiều vị khi mà tu tập một thời gian thì các cái ấn tướng nó sinh khởi, tức là các trạng thái hỷ lạc nó phát sinh. Có khi là thấy ánh sáng, có khi là những cái phỉ lạc nó phát sinh. Thì những vị này đó lại chấp là tưởng mình đã có hào quang, tưởng rằng mình đã đạt đến niết bàn, giải thoát. Rồi vì chấp thủ, chấp cứng vào những cái ngã kiến này, cho rằng là mình đã thấy được rồi, mình đắc được rồi, cho nên chính cái điều đó là cái điều sai lầm, tệ hại trong cái đường tu tập, mà đó là một cái pháp gọi là triền cái, tức là khi mà chúng ta chấp thủ vào những cái đó thì cái sự tu tập của chúng ta sẽ không có được sự tiến bộ. Chúng ta phải thường xuyên quán sát, phản tỉnh, xem xét thật kỹ những cái kinh nghiệm, những cái ấn tướng, ấn chứng mà mình đạt được. Nó chỉ là những cái ấn chứng, các cái pháp nó phát sanh trên cái sự tu tập của mình mà thôi. Chứ chúng ta đừng có nghĩ có nhiều vị hành giả khi mà các ấn tướng, cái quang tướng nó phát sanh đó, rồi cái cho là mình đã chứng đắc rồi, tôi đã tu tập, tôi đã có hào quang rồi. Rồi những cái người mà khi mà cái trạng thái phỉ lạc nó phát sanh, một cái trạng thái nhẹ nhàng lân lân lân, cảm giác an vui mát mẻ rần 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 trong cái thân, thì nghĩ là mình đã đạt được cái trạng thái niết bàn. Rồi chấp thủ vào đó để rồi bắt đầu tiêu, rồi nói rằng là tôi đã đạt đến tầng thánh này, tầng thánh khác, đạt đến trạng thái niết bàn, thì cái đó là một cái gọi như là một cái pháp ngăn chặn tu tập của mình. Vì cái tưởng, rồi cái tâm vọng móng, rồi cộng với cái tâm ngã mạn, cống cao ngã mạn sinh khởi, mà không thấy đó cả, những cái đó là những cái phiền não do tham lam, do vô minh khởi, để thấy được những cái cảnh mà cảnh quyển sai lầm, rồi chấp thủ vào đó. Thì cũng có nhiều chúng sanh, nhiều cái trường hợp vì cái tâm cống cao ngã mạn đó mà đem đến những cái điều tai hại. Thì hồi xưa mà khi mà còn học phổ thông đó, thì sư cũng nhớ hồi đó học, sư học Pháp Văn đó, thì có học những cái câu ngụ ngôn của La Fontaine, tức là có cái trường hợp mà cái con ếch mà nó muốn thành con bò, thì cái trường hợp đó nó cũng, ông La Fontaine ông cũng ví dụ nó giống giống như trong cái trường hợp này, thì sư xin nói để quý vị hiểu thêm. Thì cái trường hợp là một hôm đó, cái con ếch nó đi với mấy người bạn, thì có một con bò đang ăn cỏ, thì cái con ếch này đó nó mới tuyên bố với những con ếch bạn đó, nó có thể phình to lên bằng với con bò, do cái tâm cống cao ngã mạn nè. Thì mấy cái con ếch bạn mới nói chứ làm sao mà bạn có thể mà bằng con bò được,
Thì con ếch này nó mới nói là: đây nè, bây giờ tôi sẽ hít vô rồi các bạn sẽ coi nha. Thì bắt đầu con ếch thì nó dùng hết sức, nó hít, 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 hít thật to, toàn cái thân của nó căng lên. Sau đó thì nó mới hỏi với mấy con ếch bạn nó vậy chứ: bây giờ tôi đã to bằng con bò chưa? Thấy tôi to bằng con bò chưa? Thì mấy con ếch bạn mới nói: chứ bạn có thể lớn hơn mấy đứa tôi thì có, chứ làm sao mà bạn bằng con bò được. Thì ếch này nó không tin, bắt đầu nó nói nè, coi lại nè, bắt đầu nó làm nhiều lần như vậy. Thì khi mà cái sức mà nó hít vô nó quá căng đi, cho nên là quá sức chịu đựng, cho nên nó cái thân nó bị vỡ nổ tung. Do đó đó mà chúng ta phải hiểu rằng đấy, có nhiều tranh do cái tâm cống cao ngã mạn, do cái tưởng sai lầm, rồi tự đắc, tự cho rằng mình đã đạt thế này thế khác, hay là hoặc là người ta có nói rằng cái thường các cái vị mà nguyên thủ quốc gia đó, ví dụ như ông tổng thống khi mà ông đi đâu đó, có những cái người đặc vụ, những cái người cận vệ đi theo để bảo vệ cái ông tổng thống này. Nhưng mà đó, khi mà cái anh cận vệ này anh đi theo với ông tổng thống đó, nhiều lần khi mà ảnh đi tới, tức là ảnh có khi đi trước hoặc là đi sau ông tổng thống, thì ông thấy là người ta lập dàn chào, ta chào, nhưng mà ta chào là chào ông tổng thống, thì anh cận vệ ảnh nghĩ là người ta chào mình. Nhiều lần như vậy thì anh ta tưởng rằng mình là tổng thống rồi, mình là nhân vật số 1 rồi đó. Hoặc là cái câu chuyện mà Đức Phật kể ở trong tiền thân, lúc đó đó Bồ Tát là cái con sư tử, thì hằng ngày có con giả ca, con chó rừng á, nó đi theo sư tử. Thì ngày nào cũng vậy, đến bữa ăn thì các loài thú đem đến một con vật để cống hiến cho sư tử. Sau khi mà sư tử ăn xong đó, thì cái phần còn lại đó thì cái con chó rừng, con giả can nó ăn. Nhiều ngày như vậy đó, thì cái con giả can này nó có cái tư tưởng là nó tưởng nó là con sư tử rồi. Thì một bữa đó đó là nó mới nói với sư tử là: hôm nay đó, ngươi đừng có đi 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 săn thú, để ta sẽ kêu các muôn thú đem đến để hiến ăn cho ta và ngươi. Thì Bồ Tát là con sư tử chúa nó mới cười, để coi con giả can này nó làm sao. Thì anh ta cũng bắt chước sư tử và nhảy đứng lên trên cái một cái tảng đá. Rồi bắt đầu anh ta cũng bắt chước sư tử cất tiếng rống, nhưng mà sự thật ra là tiếng kêu của con giả can mà thôi. Lúc đó đó là đứng cạnh cái tảng đá là con voi, cho nên là hôm nay thì con voi nó sao thấy không thấy sư tử rống đó, mà thấy con giả can này nó cứ đứng đây mà nó cứ kêu hoài. Cho nên một hồi con voi này nó bực, cho nên nó đã dùng cái voi nó quật cho một phát, thì anh giả can chết tiêu cuộc đời. Cho nên là trong sự tu tập chúng ta cũng phải cảnh tỉnh đối với các cái tùy phiền não, phiền cái nó phát sanh, chúng ta phải biết đôi lúc mình phải phản tỉnh xem xét lại, coi những cái pháp mà mình đạt được, những cái kinh nghiệm mình đạt được,
à, có phải là thật sự hay không, hay là những cái này do những cái ấn chứng, à, những cái phỉ lạc, à, nó đạt đến. À, cho nên á, là thường thường, à, các cái ngài hòa thượng thiền sư nhắc nhở, à, chúng ta khi mà tu tập, à, đối với những cái ấn tướng, những cái kinh nghiệm, à, bất cứ những cái ấn tướng hay những kinh nghiệm hay những cái trạng thái, à, định hay là những trạng thái phỉ, à, tất cả chúng ta nó chỉ là đối tượng, cũng giống như bất cứ đối tượng nào khác, dù là ánh sáng, dù là, à, những cái trạng thái, à, à, như sóng bạc hay là những cái sự nhẹ nhàng, à, hay những cái tâm hân hoan, tất cả đó là pháp. Mà khi pháp thì nó có chung một cái định luật là, à, do nhân nó sanh lên rồi cũng sẽ diệt, à, theo cái quy luật, à, sanh diệt của dạng pháp, à, rồi chúng ta phải xem xét tu tập một cách là hết sức là cẩn trọng, à, không nên, à, cho rằng, à, mình đã đắc, à, pháp hay là đắc, à, được, à, quả này quả khác. Cho nên là thường thường các cái vị mà thiền sư, à, như hòa thượng Xuê Minh hồi đó đó, à, có một số, à, các cái vị hành giả, à, tu tập một thời gian cũng có đạt được một vài cái kinh nghiệm, một vài những cái trạng thái. Cho nên là cũng vậy, cái người nghĩ là mình đạt đến cái trạng thái đó rồi, chắc mình đã đắc, à, quả này quả kia, thì, à, thỉnh thoảng có một vài vị hành giả, à, lên trình pháp với ngài, à, là xin, à, đặc biệt, à, trình, à, riêng với ngài thôi, à, thì mới kể là, à, con đã chứng, à, con đạt được cái này cái khác, à, bạch ngài như vậy là con đã đạt tới, à, đến đạo quả gì rồi, à, đạo quả Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm gì, thì bị ngài la cho một trận. Ngài nói là đừng có đắc cái, đừng có cho là mình đắc cái gì hết á, thì cứ lo. Thành ra đó, ngài mới trong một bài pháp ngài mới nói đó, chúng ta tu tập đừng có mong cầu, à, đừng có mong cầu đạt, à, một cái gì khác, à, chúng ta cố gắng sự nỗ lực tinh tấn tu tập, đừng có làm cái việc mà thế cho pháp bảo, à, cái bổn phận của mình tu là mình chỉ cố gắng nỗ lực, à, tu tập, à, giữ chánh niệm, à, tỉnh giác một cách miên mật. Còn cái vấn đề mà đạt đến, à, thánh đạo thánh quả gì đó, cái chuyện đó là của pháp bảo, à, chúng ta đừng có làm thay cho pháp bảo, à, mình chỉ làm cái công việc của mình, à, cố tu tập, à, giữ gìn chánh niệm, à, thu thúc lục căn, à, ghi nhận đối tượng, à, một cách rõ ràng, à, với cái tâm định tĩnh sáng suốt, à, việc của mình như vậy. Còn khi nào, à, đến lúc nào, à, đạt được cái gì, đó là cái việc của pháp bảo, à, chúng ta đừng có mong cầu, à, khi mà chúng ta mong cầu vọng móng là với cái tâm phiền não rồi, à, nếu mà chúng ta, à, có đạt được chăng là những cái cảnh đó là cảnh giả của phiền não nó đưa ra, à, nó đưa ra rồi mình cứ chấp vào đó, rồi mình tưởng, à, mình cậy vào đó có những cái sở kiến, sở đắc, cái triền cái cống cao ngã mạn, à, nổi lên, à, thì nó sẽ là một cái nguy hiểm, à, trên bước đường tu tập. Cho nên, à, cái, à, trong cái câu này, à, chúng ta phải cố gắng, à, nỗ lực tu tập, à, không nên
giống như cái vị Sa La Phá này nè, à, có một vài cái sở kiến sở đắc rồi cái bắt đầu bỏ rõ cái con đường chánh pháp, à, tưởng là mình đã đắc đạo đắc quả rồi, à, cho nên trở về với các cái vị du sĩ Bà La Môn, à, rồi quên quang là tự hào, à, nhưng mà sự thật ra đó là hoàn toàn chưa có đạt được một cái gì. Cho nên mà khi Đức Phật đến cất vấn thì cái vị này đó cúi đầu rụt vai im lặng, không có trả lời được những cái câu hỏi của Đức Phật. Thì đó để chúng ta thấy rằng trên bước đường tu tập của mình nên hết sức là cẩn trọng đối với các cái tùy phiền não, hoặc là những cái triền cái, những cái chướng ngại trên bước đường đó, chúng ta cần phải sáng suốt với trí tuệ để cả cái tùy phiền não này phải hết sức là cẩn trọng, thì cái sự tu tập của chúng ta mới có tiến bộ. Thì qua cái lời dạy của Đức Phật trong cái câu 67 này thì cũng 64 nha, Sa La Phá thì cũng xin chia sẻ với trong đạo tràng Đô Điêu. Bây giờ thì cũng xin cung thỉnh chư tôn cũng như mời tất cả quý tu nữ cũng như quý Phật tử cùng nhau thảo luận chia sẻ thêm những cái lời chỉ dạy của Đức Phật trong cái câu này để là có hiểu biết được sáng tỏ hơn, để chúng ta trong đời sống tu tập có sự tiến bộ, thực hành theo lời dạy của Đức Phật đem đến sự an lạc trong hiện tại và hướng đến sự giải thoát trong ngày vị lai. Nam mô Bố Tha nhé. Và bây giờ thì xin mời thỉnh chư tôn đức cũng như mời tất cả quý tu nữ quý Phật tử cùng nhau thảo luận. Nam mô Bố Tha giá. Dạ, xin mời đạo tràng. Mô Phật, con xin kính lễ Ba Ngôi Tam Bảo, kính lễ chư tôn đức tăng, kính chào quý cô tu nữ và chào kính thưa thầy lớp học, thành kính tri ân sư Pháp Thanh rất nhiều, sư đã hoan hỷ giảng giải bài học hôm nay. Rất là hay và rất là chí lý. Khi mình tu chưa đến nơi đến chốn, mình đừng có vội ha, đừng có vội tuyên bố mình như thế này như thế kia, đừng có tuyên bố mình là vô thượng sĩ vô thượng sư ha. Cái gì mình chưa có đắc đạo. Quý vị nhớ nha, khi mà Đức Phật đắc đạo quả đó, ngài đi truyền pháp á, là ngài nói rất là kỹ, tức là cái chân lý tứ diệu đế đó mà ngài đắc á, ngài chứng nghiệm, ngài thực chứng, ngài hiểu một cách chính xác, ngài mới đi giảng. Quý vị để ý trong cái bài kinh, xin nhớ là bài kinh Vô Ngã Tướng đó. Ví dụ như ngài nói về khổ, khổ đế,
Như Lai chưa từng được nghe, tức là đây là sự thật về khổ. Điều mà Như Lai chưa từng được nghe khởi lên với sự thấy biết hiểu chính xác thấu triệt, tức là sau khi mà ngài hiểu ngài thấu triệt đó ngài mới 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 giảng. Cho nên quý vị nhớ, khi mà thí dụ ngài nói về khổ thì những cái gì mà trong đời này của ngài đó, những cái khổ đó, khi mà ngài quán đó, ngài thấy thấy rất là rõ, không những những cái nỗi khổ trong đời này và tất cả những kiếp sống trong quá khứ vô lượng kiếp luôn á, ngài thấy kiếp nào cũng khổ, thương xa là khổ, người ghét mà sống chung là khổ, cầu mà không được như ý là khổ, ngủ ấm xí thạnh là khổ. Đó, ngày kinh nghiệm, ngày hiểu một cách tường tận rồi ngày mới thuyết. Rồi cái nguyên nhân của khổ, sự thật về nguyên nhân của khổ là điều mà Như Lai chưa từng được nghe, nay khởi lên với sự thấy biết hiểu. Cho nên khi mà ngài thấu hiểu thấu triệt đó, chính xác rồi đó, ngài biết nó là tha mái đó, tha mái là nguyên nhân của sự đau khổ, ngài mới giảng. Rồi tập đế còn được đoạn diệt đó, tập đế là nguyên nhân của sự đau khổ. Nguyên nhân của sự đau khổ là dục ái, hữu ái, vô sắc ái rồi đó. Thì khi mà ngài tu, ngài quán, ngài thấu triệt, ngài hiểu thông suốt rồi mới giảng. Rồi tập đế ha, tập đế điều mà Như Lai chưa từng được nghe, ngay khởi lên với sự thấy biết hiểu chính xác, thấu triệt. Thì lúc đó đó ngài mới 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 mới, mới giảng, mới đi dạy. Cho nên đó, cái sự hiểu biết của ngài, cái sự giác ngộ của ngài rất rõ ràng, ngài thông suốt hết. Cho nên khi mà đi truyền đạo đó, đi giảng dạy đó, không có ai mà bắt bẻ được một cái chút sơ hở nào của ngài cả. Bởi vậy đệ tử của ngài rất là kính phục ngài. Ví dụ như con đường Bát Chánh Đạo, ngài khi mà ngài đã trải nghiệm rồi, ngài đã hiểu, đã thông suốt nó rồi, thì từ đó đó ngài mới đi giảng. Cho nên con đường này là con đường đưa đến thánh đạo, quả không có ai bắt bẻ được cả. Còn mình á, mình chưa có đắc, chưa có hiểu thấu thì mình đừng có tự cho mình là đắc. Mình mà cho mình là đắc rồi á, thứ nhất á, đó là phạm luật cái gì nha, phạm luật. Mà mình ví dụ mình giảng kinh á thì mình đọc đọc kinh, mình nói là mình giảng theo cái khả năng của mình, hiểu biết của mình thôi, chứ đừng có nói theo cái kiểu mà mình đã đắc nha, làm như thế là mình đắc phạm giới đó. Thì cho nên bài kinh này sư Pháp Thánh rất là quý báu, mình cần phải biết qua. Những gì mình biết thì nói, còn không biết thì vừa cột mà nghe, chứ mình khoe khoang đó, những người khác người ta biết, người ta bắt bẻ là mình bị kẹt ha, bị phiền não đó. Rồi, sư xin chia sẻ bài ý như vậy. Bây giờ mời mời đạo tràng nha, mời Diễm Nguyễn nè, mời Thi Lâm, mời ông Năm Bà Năm buông bỏ cho Nguyễn Diệu Pháp, Ma Vương, rồi Nguyên Như, rồi Tu Nữ Tuệ Duyên, cô Từ Mẫn với lại VN 2007.
Thì kính mời quý vị lên chia sẻ ý kiến của mình về bài học hôm nay. Bài học hôm nay rất là hay đó quý vị. Nhiều không có học qua bài học này đó, đi nước Pháp rất là nguy hiểm. Thành thật cảm ơn Thầy Trang Nguyên Thông rất nhiều. Rồi mời mời Nguyên Như chia sẻ nha. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Khà Giá. Và con Nguyên Như, con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con xin kính đảnh lễ sư Pháp Thanh, con xin kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên, con xin kính chào ông Năm Bà Năm và con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, hồi nãy giờ con cũng nghe sư Pháp Thanh sư giảng cái bài này rất hay lớp. Theo cái kinh nghiệm của con á, thì từ lúc nhỏ mà con học thiền đó, thì chư tăng cũng hay dạy là khi mà mình học được cái gì đó thì mình đừng có nghĩ là mình đã đạt được hay là mình đã có được một cái gì đó. Cái đó thì nó rất là khó, tự vì cái giống như mình học như diệu pháp á, thì cái ngã mạn tâm sở là một cái nó thường hằng, nó có trong tâm của tất cả chúng sanh. Thành ra kêu mà mình thấy mình không có ngã mạn rồi đó, thì cái tâm mà thấy không ngã mạn cũng là một cái sở hữu ngã mạn hay là một cái sở hữu vô minh, nó điều khiển những cái suy nghĩ của mình. Thành ra khi mà mình thấy bất cứ một cái gì á, thì nó cũng là từ vô minh nó điều hành ra. Thành ra lúc xưa, lúc mà con vô vô chùa thì con lúc đó là con nhớ còn có sư Hiếu, với lại cũng có sư Thanh Tâm nữa. Thì có sư Hiếu cứ nói, lúc nào cũng nói là Nguyên Như nhớ nha, không có được ngã mạn. Mình có một cái gì mình đạt được mà mình vui, mà mình nghĩ về cái đó mà mình hoan hỷ, cẩn thận cái đó cũng có thể là ngã mạn. Thì cứ được kêu tăng nhắc như vậy con thấy rất là sao. Tại vì nó cứ dằn dằn cái tâm của mình, giống như là một cái con ngựa chạy mà nó có cái cương nó ghì mới cái gì, thì nó cứ nhắc nhở với mình vậy đó. Thì con mới lúc đó thì mình cũng còn nhỏ, thì con nhớ con mới nói là sư Hiếu ơi, con nghĩ là con không có ngã. Cái sư nói mình không biết được cái tâm của mình đâu, cứ nhớ lặng vậy đi. Nhiều khi mình nghĩ mình không ngã mạn, chính cái mình nghĩ mình không ngã mạn đó đó cũng là cái ngã mạn đó. Thì con nói trời ơi, nó phức tạp như vậy. Thì lúc đó con nghe sư Tăng dạy thì nghe rất là sợ. Và thành ra khi mà cứ tu hoài thì con cứ nhớ hoài một câu là mình đi tu thì mình có cả trăm ngàn muôn ức cái bậc thang ở trên. Nếu mà mình ngừng lại, mình thấy mình thỏa mãn là mình đứng lại một chỗ, mà giống như ở trên đường xa lộ vậy đó, khi mà mình đứng lại một chỗ đó là mình quay lại là mình đã đứng lại, mình đứng lại không tiến nữa, thì cái đó không phải là cái con đường mình đi đúng là giải thoát. Thì giải thoát phải là cái con đường học đạo, phải là tiến hoài. Thành ra mình không có được thỏa mãn với những cái mình có, mà mình chỉ biết đó là những cái vật. Mà giống như từ đây mà con biết đi lên New York thì có những cửa tiệm, có những cái đường, có những cái quán, có những cái chỗ hoa, có này kia, thì cái đó là trên con đường mình đi thôi. Thành ra con nghe sư Pháp Thanh giảng như vậy á, rất là xa thuốc. Tự vì khi mà mình đi trên như vậy, mình chỉ biết, mình nghĩ nó như là nó là pháp như vậy. Thì khi mà mình biết như vậy đó thì mình sẽ vững vàng mà mình đi tới. Khi mà mình đừng có nghĩ là mình đắc cái gì hết, tự vì cứ nhớ là Đức Phật đó, tu đến 4 hoa tăng kỳ, ngài tu bằng cái số kiếp sông Hàn, thì là kiếp của mình nó nhỏ nhoi như vậy thì làm sao mình dắt được cái gì. Thành ra nếu mà mình nghĩ như vậy, cái tâm mình đó, mình cứ tự nhủ như vậy thì mình cứ vượt đi, nó vượt qua những cái chính mình là khó nhất. Thành ra và con cũng nghe là nhiều nhiều sư phụ dạy là mình thấy mình là cái gì và mình muốn khoe mình có cái gì, thì cái đó chỉ là vô minh nó hướng dẫn thôi. Chứ thiệt sự nếu mà mình đắc cái gì thì mình chẳng có muốn khoe, tự gì chẳng có gì để mà, chẳng có gì mà đáng tự hào hết. Tự gì cái đường tu là vậy, không có gì, có gì đâu mà phải đáng tự hào. Dạ con đọc đây con thấy là Đạo Hữu Ma Vương 2018 có một câu hỏi là: quý sư, làm sao để nhận biết được đó không biết làm mạn phiền não trong thực tế? Con không biết con có đọc có đúng hay không. Dạ con xin dâng mic lại cho sư Pháp Thanh. Dạ con cũng thấy chị Từ Mẫn có giơ tay. Dạ mời chị Từ Mẫn ạ.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, từ mẫn con cúi đầu đảnh lễ Sư Pháp Thanh. Dạ, dạ Sư Thanh Tâm. Dạ, con kính chào cô tu nữ Tuệ Duyên cùng ông Năm Bà Năm. Dạ, quý chư tôn đức tăng trong đạo tràng. Con thì có một cái câu hỏi này, con kính đến Sư Pháp Thanh nhờ Sư giảng dạy cho con. Con thật sự là con không biết, nhưng mà cái này con chỉ ra thí dụ bạch sư. Ủa? Thí dụ là bạch sư là thầy của con, bạch sư là sư phụ của con, thì con tu và con học học đạo, con tu Phật. Có khi nào mà sư nói con trong cái thời gian con hành thiền, con hành trì cũng như là pháp học pháp hành hay như thế nào, mà thường xuyên là bạch sư thấy con như thế nào? Có khi nào bạch sư nhìn thấy đó, ồ Từ Mẫn à, sư thấy con đã đắc là a nè, cũng như a la hàm hay là cái gì a quần gì đó con không biết. Có khi nào mà sư có thể là nói cho con biết là ồ con đã đắc đạo rồi đó Từ Mẫn? Có khi nào vậy là có đúng cái si la cái lực không bạch sư? Dạ con xin xuống mít. Dạ con nhờ bạch sư giảng cho tụi con nghe, con sao con không biết cái vụ này. Nam mô Bố Tha Giá. Dạ con không biết là sư Pháp Thanh có mặt ở trước máy để trả lời hai câu hỏi cho hai vị Phật tử không bạch sư. Dạ con xin dâng mic lại cho sư ạ. Phật, kính thưa tỳ kheo Pháp Thanh, không biết thấy không? Rồi kính mời tỳ kheo ạ. Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Xin đạo tràng quan thấy tại cũng có một cô Phật tử con đến để có công việc đó. Thành ra trả lời cổ thành ra nó có hơi chậm trễ. Dạ thì cái câu hỏi của cô Từ Mẫn á, thì thật sự ra đó là cái vị thầy của mình á, ví dụ như khi mình biết thì mình động viên thôi chứ mình đừng có nói ra. Tại vì cái vấn đề mà đắc quả này đó là khi mà cái vị hành giả đó tu tập, khi mình đắc cái gì đó mình phải tự phản tỉnh mình hiểu. Tại vì trong cái khi mà mình chứng đạt cái gì đó nó có cái sự phản kháng, thì cái vị này đó sau khi mà đạt đến cái trạng thái niết bàn lần thứ nhất thì cái vị này tự phản kháng sẽ biết rằng những cái phiền não mình nào mình đã diệt, thân kiến mình đã diệt chưa, hoài nghi mình đã diệt chưa, các cái nghi thức cúng bái lễ bà này kia nọ đó mình đã diệt hẳn chưa. Khi mình diệt lại như vậy mình thấy rằng những cái phiền não này mình đã diệt hết rồi, thì mình biết là mình đã đạt được rồi. Giống như khi mà mình uống một cái ngụm nước trà, cái nước lọc là nó khác, nhưng mà cái nước trà đó là cái hương vị nó như thế nào, cái người uống nó sẽ cảm nhận, chứ cần gì ông thầy mà nói làm chi. Nó rất là nguy hiểm đó, cho nên là thật sự ra tất cả các cái trường thiền ở bên Miến Điện đó, khi nào mà những cái vị mà hành giả mà lên gặp các cái vị trưởng lão thiền sư hỏi đó thì càng rầy lắm. Cái chuyện mình cứ lo mình tu đi,
chứ ông thầy không bao giờ ông thầy cũng nói là con đạt quả này đạt quả kia. Còn thì hay là cái vị thiền sư đó mà nói là cần phải coi lại nha, cái đó là sư nói theo các cái lời dạy của các vị trưởng lão ở bên bên trường thiền ở bên Miến Điện, và những cái lời sư nói thì quý vị cũng nhớ rằng sư chỉ lặp lại những cái lời dạy của Đức Phật, chứ sư cũng chưa dám mà nói là rống tiếng rống của con sư tử. Tại vì mình cũng là những cái con gà con mới bắt đầu nhấp nhem để mà tập gái thôi, chứ mình chưa phải là ấy, ở đây là dựa theo kinh điển, dựa theo lời dạy của các ngài mà sư lập lại để quý vị hiểu rõ. Còn cái câu hỏi của gì đó thì chào sư Thầy Kiến trong cái nha. Ma Vương 2018 dữ là làm sao có thể nhận biết được mạng phiền não trong thực tế? Thì trong đời sống á, chúng ta khi nào mà chúng ta biết được mạng phiền não? Vì á, khi nào, bất cứ khi nào cái nội tâm của chúng ta nó trỗi lên cái sự so sánh bằng hơn, hay là gọi là cái tự ti mặc cảm, cái khi mà mình tự ti mặc cảm nó cũng là cái mạng phiền não nữa. Tại vì mình nghĩ ôi thôi, tại tôi nghèo quá thôi tôi chịu, tại tôi trí tuệ tôi kém quá thôi tôi chịu, tức là mình ỷ thua. Còn mình biết, khi mình biết cái trí tuệ tôi cũng chậm lục, nhưng mà bây giờ tôi phải ráng cố gắng mà học pháp, hiểu pháp, thực hành theo giáo pháp, thì cái lúc đó là cái sự nỗ lực không có mạng phiền não. Còn khi nào mà chúng ta quên quan tự đắc nè, rồi tị hiềm nè, rồi tự ti mặc cảm, đó là dùng theo những cái danh từ tục đế của cái mạng phiền não chúng ta trong đời sống. Nên là khi mà chúng ta tu tập chúng ta phải biết lúc nào mà khi mà mình so sánh tôi giỏi hơn, thôi tại vì tôi vậy đó, tôi tệ gì đó, kệ tôi này kệ nọ, đó là cái mạng phiền não nó sanh khởi. Còn chúng biết rằng quá khứ mình chưa từng có tạo cái phước trí, cho nên là bây giờ là chúng ta là những người trí tuệ chậm lục, bây giờ mình phải ráng cố gắng nỗ lực để tạo, cố gắng nỗ lực để học, cố gắng nỗ lực để hành, thì khi đó là chúng ta có sự tinh tấn hay là có cái sở hữu cần đó. Cho nên là trong đời sống khi nào chúng ta thấy tâm mà mình ý lại hơn thua bằng, đó là những cái phiền não. Còn mình biết mình còn kém thì ráng mình nỗ lực, nhưng mà khi mà mình đạt được những cái kinh nghiệm đó thì mình thấy rằng Phật pháp là biển rộng mênh mông, cái mà chúng ta đạt được đó, nó chỉ là một giọt nước giữa đại dương mà thôi. Cho nên cái điều mà mình đạt được nó còn nhỏ bé gì lắm, nhưng mà những cái điều mà mình cần học thì nó còn rất là nhiều. Và bây giờ thì cũng xin hơi lố giờ, xin đạo tràng quan hỷ, cầu chúc quý vị có sự hiểu biết trong đời sống và cố gắng nỗ lực tu tập đạt đến an lạc trong đời sống hiện tại và hướng đến con đường giải thoát trong ngày vị lai. Nam mô Bụt Thầy.
Mô Phật, kính lễ Chư Tôn Đức Tăng, kính chào đạo tràng. Một lần nữa thay mặt lớp học thành kính tri ân sư Pháp Thanh rất nhiều. Bây giờ thời gian đến nay vừa phải lễ, nhưng mà có câu hỏi của một người Ma Vương hỏi câu hỏi là làm sao ta có thể nhận biết được đó là phiền não. Câu hỏi này rất là hay. Thì bây giờ như thế này, để mình có cái hiểu biết về khổ, hiểu biết về cái phiền não á, cái cách mà mình thấy được, biết được quán thân và quán tâm, nó ngủ ẩn vô thường, tức là cái thân của mình á là nó sanh lão bệnh tử, đau là phiền não của thân, cái phiền não của tâm á là đó là tâm thiện, tâm bất thiện, tham sân si đó. Thì trong thực tế nó rất là dễ, rất là dễ nếu mà mình có tu tập á, mình quán thân quán tâm liền. Thôi thì bây giờ mời quý vị ngồi quán 5 phút đi, rất là thực tế, quý vị thấy nó liền à. Và khi mà quý vị biết được rồi đó, quán thân quán tâm á, thì trong hàng ngày đó quý vị áp dụng ha. Rồi mời quý vị trở về với hơi thở, với tư thế, thấy cái thân của mình, thấy cái thân của mình nó già, nó đau, nó bệnh, nó sẽ chết. Rồi thấy cái tâm của mình đó, tâm mình thiện, bất thiện. Nhớ nha, phiền não nó là vô thường, khổ vô ngã, đừng có chấp thủ ha. Rồi, kính mời.
Dạ, mô Phật, kính thưa đạo tràng, 5 phút thiền quán, quán thân, quán tâm đã trôi qua. Tuy rằng 5 phút nhưng mà mình thấy thân tâm khổ, thấy những cái phiền não đó, đó khổ. Thân thì sanh lão bệnh tử, tâm thì tham sân si, đó đó là chân lý thứ nhất á. Chân lý thứ hai á, nguyên nhân của sự đau khổ đó là tham ái ha, tham ái. Cái chân lý thứ ba đó là nếu mà mình tu tu đúng pháp, tu đúng bát chánh đạo đó, mình đoạn tận được tham ái, tham sân si. Khi mà hết hết tham sân si ngã mạn thì sẽ thấy được niết bàn ha. Dạ, mô Phật. Thưa quý vị, buổi học hôm nay đến đây vừa phải lễ. Trước khi dứt lời, nguyện cầu quan tâm bảo và chư thiên gia hộ cho tất cả quý vị và gia đình được an vui, khỏe mạnh, tu hành tinh tấn, mau đến nơi giải thoát. Xin hồi hướng phước báo này đến cho tất cả chư thiên và nhân loại và tất cả thân bằng quyến thuộc của quý vị. Mong cho các vị ấy được an vui. Và ước mong gặp lại tất cả quý vị vào tối mai nha. Kính chúc quý vị một đêm an lành, một ngày an lành, lúc nào cũng an vui trong chánh pháp. Xin kính chào tạm biệt chư Tôn Đức Tăng và đạo tràng. Xin kính chào.